Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế năm ngày nay. Bên kia chúng ta thấy có cái nhà hàng Little Italy. Chiều hôm nay xin mời quý vị chúng ta về thăm đường Trần Quang Khải. Trước mặt là cái khách sạn Thành Đô trên đường Nguyễn Thái Học. Và cái góc ngã ba này là nơi giao nhau giữa Nguyễn Thái Học và Trần Quang Khải. Cái tuyến đường này có nhiều bà con ở xa nhiều lần mong mình ghi hình. Bây giờ có cơ hội xin mời quý vị chúng ta cùng về thăm, chứng kiến cái sự phát triển của Huế ngày nay như thế nào. Góc kia cũng có cái quán cà phê Frizon, số 6 Nguyễn Thái Học. Trần Quang Khải hay Chiêu Minh Đại Vương là một nhà chính trị quân sự tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông làm đến chức thừa tướng đời Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông, coi tất cả mọi việc trong nước. Nào, bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan cà phê Khuôn Bia Food. Chúng ta đã đi vào đường Trần Quang Khải, thưa quý bạn. Guys Coffee, một cái tòa nhà cao đang xây dựng. Đây là trường cao đẳng du lịch Huế trên đường Trần Quang Khải. Và trên cái đường này, dọc hai bên mình cũng thấy nhiều cái quán ăn hai bên đường. Trường cao đẳng du lịch Huế có cái Huế Tourism College rất là đẹp. Đồng thời nơi đó cũng là nơi thực tập cho các sinh viên của trường cao đẳng. Số 5 Trần Quang Khải. Đây có cái nhà hàng là Nguồn, nhìn khá là sáng trọng. Một số cái quán ăn bún nghệ, cháo lòng hàm. Bánh mì một lọc, rau quả, hàng quán nhỏ của bà con. Trần Quang Khải và Phó Đức Chính. Chùa Thường Lạc. Nhà thi đấu trường cao đẳng sư phạm vừa rồi chúng ta thấy. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế tổng hợp.
Duy Tân Hotel. Tôi cà phê. Khách sạn Alba Spa. Chiều hôm nay thời tiết cũng đẹp. Khách sạn Hoàng Cầu. Trinh Thị Phẩm. Bánh bao nằm lọc ba gái. Góc này còn xây một cái tòa nhà cao thôi các bạn. Tòa nhà đó hình như là cái ngân hàng Việt Com, Việt Tin Bắc. Nhà khoa Bắc Hải. Trước mặt là nơi giao nhau giữa Trần Quang Khải và Hùng Vương. Ngay góc này có một cái hiệu áo cưới. Cao lầu mì, phở, cơm gà phía trước. Ngã sáu Ấn Cừ, nhiều người còn gọi đây là ngã sáu Hưng Phước. Chúng ta cùng nhau view quanh cái chỗ này. Theo mình nghĩ là trung tâm của thành phố Huế, đây chính là ngã sáu Ấn Cừ. Một cái không gian bây giờ rất là thông thoáng và đẹp. Đoạn này trên đường Hà Nội quý vị các bạn, chúng ta thấy đi tới một đoạn nữa sẽ là cây cầu mới, và bên tay phải trước mặt chúng ta, tại công viên này được Huế đặt là công viên Kim Đồng. Trước đây thì nó chỉ có những cái trò chơi lục sục, nhưng bây giờ được cải tạo lại, làm lại, chúng ta thấy rất là sáng sủa. Tuy nhiên đang còn trong giai đoạn xây dựng chưa hoàn thiện, có những cái trụ sắt đang còn chống chân. Cái công viên này nó cũng nằm cạnh Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là cái mặt sau của cái công viên. Khối này thì xây chưa xong. Buổi chiều trước bệnh viện Trung ương.
ngã tư giao nhau với Ngô Quyền. Đi thẳng qua đây là Hai Bà Trưng. Bây giờ tiếp tục xin mời quý vị đồng bào chúng ta tham quan đường Nguyễn Quyến. Từ cái điểm chúng ta đi vào ở đây là cái nơi giao nhau giữa Nguyễn Quyến và Nguyễn Huệ. Con đường này nằm bên phải nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Một cái quán cà phê rất là mới, Toko Toko Tea. Đội quản lý đô thị. Bèo nằm lọc. Phở 23. Phở mì Quảng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Không quên like cho video cũng như là bấm đăng ký để nhận được các video khác mà kênh tải lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mọi góp ý xin bình luận ở dưới video. Trân trọng. Trước mặt chúng ta là sông Ăn Cờ, kết thúc đường Nguyễn Quyến.